Hello em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mà đang chuẩn bị mua xe, mà đang chuẩn bị có mình chuẩn bị đang có dự định mà mình đứng tên xe ha, hoặc là những anh em nào đang đứng tên xe mà có dự định bán ha, thì mình sẽ hướng dẫn anh em chuẩn bị những cái giấy tờ gì mà để mình xong cái giúp cái mình hoàn thành thủ tục đơn giản ha. Thì ví dụ như anh em đang đứng tên ha, thì nếu mà anh em nào mà chưa có gia đình á, mà anh em muốn ký bán chiếc xe cho người khác ha, thì anh em cần chuẩn bị nè là chứng minh nè và hộ khẩu ha, chứng minh và hộ khẩu. Và nếu mà cái địa chỉ của mình, chứng minh của mình á và địa chỉ mình, hộ khẩu á nó cùng nhau ha, thì không cần hộ khẩu cũng được, còn nếu có hộ khẩu thì càng tốt ha. Vậy nếu anh em nào mà chưa độc thân á, thì mấy anh em nên xin cái giấy chứng minh độc thân ha, mình lên phường hoặc xã mình xin giấy đấy sẵn. Thì thí dụ như theo mình biết nha, thì mình mới vừa mua xe của em trai ở Long An á, thì ở Long An làm cái giấy chứng minh độc thân á, nó khoảng cỡ một tuần. Và ở Sài Gòn á, mình được rồi, có mua cái con xe của một em trai cũng ký bán cho mình xong, nhưng mà không có cái giấy chứng minh độc thân á, không ký được. Thì em này mới vừa làm, hẹn mình lại là 3 ngày, thì mình biết á ha, ở Sài Gòn thế thôi 3 tới 5 ngày, và ở Long An là một tuần ha. Thì anh em nào ở tỉnh Long An thì mình chuẩn bị ha, và anh em nào ở Sài Gòn ha cũng chuẩn bị điều đó ha. Còn theo mình biết cái giấy chứng minh độc thân của mình á, thì lúc trước mình đi xin á, thì khoảng một tiếng đồng hồ sau là nó có rồi, nhanh lắm. Còn những cái tỉnh thành phố lớn á, thì có thể ship người ta đi công tác á, người ta không có ở tại cái văn phòng làm việc ha, thì người ta sẽ không có ký cho mình được, thì mình không có chứng minh độc thân được á, thì bên hộ chứng sẽ không có chấp nhận, không có đồng ý là ký cho mình đâu ha. Và cái đó là dành cho những anh em nào đang độc thân ha, chưa có gia đình. Và những anh em nào mà có gia đình rồi thì anh em phải chuẩn bị ha, chứng minh của mình, chứng minh thí dụ như anh em đứng tên thì chứng minh của anh em, xong rồi thí dụ như vợ đứng tên thì chứng minh của vợ anh em, xong rồi hộ khẩu hai người ha, là chứng minh hai người và hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn ha, và cầm quạt xe thôi là mình ra đăng ký được ha. Vậy nếu mà anh em đã có gia đình rồi, mà nếu mà anh em thiếu một cái những cái giấy tờ ha, thì mình thấy nó cực kỳ cũng khó luôn á. Hôm nay mình có đi mua một con xe ở Sài Gòn, thì cũng may mắn là lúc đầu là chỉ có ông anh đứng tên thôi, thì anh cũng có mang theo hộ khẩu, thì cũng hơi mình gặp cũng hơi khó khăn rồi. Xong rồi tới tiếp là cái người vợ thì lại bận quá, công việc quá, không đi ký được, thì lại thiếu người vợ. Thì cũng may mắn là chị sắp xếp được công việc ra ký được cho mình, thì mình cũng được may mắn. Ký xong rồi thì cuối cùng tới lên cái hồ sơ trình lên trên ship á, đang đóng mộc, đang xong hết rồi đó, thì công nhân viên nó làm xong hết rồi đưa lên ship ký thôi. Thì đưa lên ship ký thì lại cái giấy đăng ký kết hôn á lại là bản sao, người ta cũng không đồng ý luôn, người ta yêu cầu bản chính. Mình không biết phải làm sao luôn, thì hên nữa là cái anh này anh đem theo bản chính nữa. Và có luôn cái bản sao, thì mình may mắn là được cái bản chính, thì mình photo mình giữ lại. Thì mình cũng chia sẻ anh em ha. Thì mình nói về anh em những cái giấy tờ mình chuẩn bị để mà trước khi mình bán hay muốn ký quyền cho ai đó, mà anh em muốn đứng tên á, thì mình nên chuẩn bị ha. Nếu độc thân thì mình muốn trước khi mình ký bán ký quyền cho ai một con xe mà mô tô ha, thì mình nên đi xe ngoài phường xã xin một giấy chứng minh độc thân để mình mới ký được nha. Một điều đó, và khi nào mà mình có vợ thì phải có vợ mình theo ký, và phải có cái giấy đăng ký kết hôn ha, thì nó mới hộ chứng nó mới hợp lệ cho mình được. Ok, còn nếu mà anh em nào mình khuyên ha, nếu mà anh em nào mua xe mình nha, mua xe anh em khác thì mình không biết rồi, mua xe mình đó, thì ví dụ như anh em nào mà bận quá, hoặc là gia đình mà thí dụ như anh em ở cách xa vợ đi, mình đi làm xa đi, mình muốn mua xe mình chơi xong rồi mình muốn đứng tên á, mà vợ mình ở dưới tỉnh mà mình đang ở Sài Gòn đi, thì anh em tốt nhất mình nên khuyên anh em nên đứng ủy quyền thôi nha, đừng không nên đứng tên, đứng ủy quyền thôi. Sau này anh em có thể bán cho người khác bất kỳ người nào được, và cái đứng ủy quyền đó nó sẽ toàn quyền quyết định cái xe hết, và nó sẽ không có liên quan tới vợ mình hết. Mình có thể ký bán người khác mà không cần phải liên quan tới vợ mình, thì rất là phiền ha. Thí dụ như mình ở thành phố mà mình ở Sài Gòn đi, mình vợ mình ở Cần Thơ hay là Bạc Liêu gì đó, mà muốn bán cái gì đó mình phải gọi vợ mình lên nó ký, nó rất là phiền. Thật sự mình chia sẻ anh em rất là bất cập luôn. Cho nên á, anh em mà nếu mà mua xe mình mà muốn sang tên á, mà ví dụ như vợ xa quá thì tốt nhất thôi đừng sang tên,
ký quyền đi, mình sẽ ký quyền cho anh em. Và ví dụ như hết quyền đi, mình sẽ đứng mình bao cho anh em chạy. Nếu mà anh em mà ví dụ đang chạy quan gọi là cái xe này đang tranh chấp hoặc là xe này đang bị báo mất gì đó, anh em mua xe mình bao nhiêu tiền mình sẽ đền mình đúng số tiền đó, không để anh em mất một đồng bạc nào hết, yên tâm ha. Mình sẽ bao anh em cái đó, ví dụ xe mà bao tranh chấp hoặc là xe mà mất cấp này kia đó, mình sẽ bao anh em cái điều đó. Còn ví dụ như anh em nào không yên tâm nữa, nó muốn sang tên thì ok, mình sẽ dán xe sang tên anh em bình thường, nhưng mà mình khuyên anh em nên chuẩn bị được những điều đó ha. Thì nó sẽ khi mình đến mình làm hộ chứng á, thì pháp lý của mình á nó sẽ không có bị giới hạn, thì mình sẽ làm tốt hơn ha. Thì ok, thì mình sẽ nói sơ cho anh em vậy. Thì ví dụ anh em nào mà có quan tâm á, thì nếu mà chưa hiểu nữa thì cứ gọi điện thoại cho mình á, mình sẽ giải thích thêm. Tại vì mình thấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà ví dụ như anh em một chiếc xe bình thường nha, thì nếu đúng là bình thường thì một chiếc xe mô tô nó sẽ có hai lần làm ủy quyền. Thí dụ một người chủ đứng ở vẹt sẽ ủy quyền cho một người nữa, một người lần thứ nhất, và một cái người đó sẽ được ủy quyền một cái người lần thứ hai, và người lần thứ hai đó không được ủy quyền nữa ha, sẽ còn một lần ký bán nữa, và người thứ hai đó được quyền ký bán cho bất kỳ người nào, và người nào muốn ra tên ha thì mình ký bán thì sẽ ra tên người đó, cũng hồ sơ gì ra tên người đó ha, rất là đơn giản. Cho nên anh em mà nếu muốn thắc mắc gì cứ gọi họ hỏi mình ha. Rồi khi nào anh em mà muốn đứng tên, mà khi mình gặp những vấn đề mà nó bị vợ con nó khó, hoặc là ví dụ như mà anh em kẹt tiền, giống như đối với mình, anh em kẹt tiền xe mình nếu mà đúng bình thường ha, anh em kẹt tiền mà gọi điện thoại cho mình muốn bán xe, thì nếu mà tỉnh á thì khoảng 1 tiếng sau đồng hồ sau mình sẽ tới nơi mình mua xe cho anh em. Và ví dụ như Sài Gòn thì mình sẽ hẹn 3 tiếng 4 tiếng mình sẽ tới nơi mua xe anh em ha, rất là nhanh, mình vào mình mua xe cực kỳ nhanh luôn. Và ví dụ như mấy anh em mà kẹt tiền mà đang xài, mình muốn ví dụ như đang có xe đi mà mình đang muốn chốt cái xe tốt hơn, hoặc là ví dụ mình muốn mua miếng đất nào đó nó có cái lợi nhuận cao mà muốn bán xe liền, thì mà nếu khi mà anh em mà không có làm giấy quy, không làm cái giấy mà độc thân được ha, thì nó rất là khó cho đối với mình, cho mấy anh em luôn á. Tại vì ví dụ như mấy anh em bán cho mình đi, ví dụ tin tưởng mình sẽ mua ví dụ như xe 250 triệu, anh em kẹt tiền quá muốn bán gấp cho mình mà ví dụ chưa ký được mình được, thí dụ như mình sẽ trả trước 200 triệu trước, thì khi nào anh em ký xong mình sẽ chồng tiền đủ ha. Ví dụ như anh em mà bán cho mình, ví dụ như bán không được giá đi, thí dụ mình mua lại 250 đi mà anh em bán cho một người khách nào đó 260, nhưng mà người ta yêu cầu anh em ký cho người ta ủy quyền hay là ký cái mua bán gì đó, thì mấy anh em không có giấy đó, hoặc là ví dụ như anh em không có vợ mình đi theo thì sẽ ký không được ha. Thì mình khuyên mấy anh em nên đứng ủy quyền thôi, để khi mà mình muốn ký á, mình bán xe mình rất là nhanh, mình vô mình ký hơn 15 phút là xong rồi. Nhưng mà khi mà người ta không có chứng minh độc thân cho mình được á, thì ví dụ như mình nhờ phường xã cấp cho mình giấy chứng minh độc thân mà nó tới 3 ngày 5 ngày sau đó. Thí dụ như miếng đất người ta đang cần tiền bán, ví dụ ta đang cái giá miếng đất bình thường ta đáng 1 tỷ đi, bây giờ ta cần tiền quá ta bán mình 500 triệu. Mình muốn cần tiền 500 triệu mình mua miếng đất liền. Nhưng mà bây giờ mình bán xe không được, rồi ví dụ mình chờ 5 ngày sau mình mới bán được cái xe thì người ta mất tiêu rồi, những cơ hội nó đã cho qua mất tiêu rồi ha. Thì anh em nên cân nhắc vào đó nha. Thì chung mình anh em mà tin tưởng mình thì khỏi ký luôn được, mình khi nào bán cho mình sẵn ký sang luôn được, hoặc là ví dụ như anh em muốn đứng quyền mình sẵn ký bình thường, thì mình sẽ bao tranh chấp anh em hết. Thì dù mình chia sẻ anh em gì ha, thì anh em còn thắc mắc gì cứ gọi điện thoại cho mình. Và cái này là nói chung mình đã gặp rất là nhiều rồi, mình mua cho khoảng không gặp khoảng 10 người bị dướng vào những cái mà tình trạng mà độc thân, rồi ký một mình không được, rồi phải đi xin giấy độc thân và phải đợi 5-3 ngày mới có giấy đó mới ký được. Thì mình gặp rất là nhiều, nhưng mà mình không, khi mình gặp những vấn đề mà rất là nhiều mình mới chia sẻ anh em thôi, chứ theo ít quá mình không có đề cập tới. Khi nào mà những cái trường hợp mà nó bất tiện mà nó đi lặp lại rất là nhiều lần á, mình thấy là rất là bất tiện cho anh em luôn á. Mình rất là ngại, mình tới thường mình đi ra ngoài đường lúc nào mình cũng cầm chứng minh hộ khẩu mình theo, chứ mình ký rất là nhanh, mình mua mình bán ra rất là nhanh, 15 phút sau mình ký xong rồi. Nhưng mà khi mà mình đến làm việc á, khi mà mình mới mua xe anh em á, mà thấy anh em bị thiếu cái này rồi thiếu cái kia rồi thiếu vợ rồi thiếu giấy kết hôn, mình thấy rất là tội luôn. Nhưng mà mình không biết phải làm sao, tại vì lúc đầu mình khuyên anh em thì mấy anh em là không nghe, mấy anh em cứ quyết định tôi mua xe này tôi đi luôn rồi tôi không muốn bán. Nhưng mà thật sự luôn, mấy anh em mà càng nói vậy á thì nó lại càng rất là nhanh. Có gì anh em mua xe mình xong rồi cứ tháng sau bán lại, cái đủ xong mình không đi, nó đang kẹt tiền mua cái đất. Rất là nhiều anh em bán xe cho mình kẹt tiền mua đất, tại vì thấy ví dụ cái đất nó bình thường là 2 tỷ đi, nó giá chỉ là 2 tỷ nhưng mà nó lại
bây giờ thiện trị chủ hiện thời cái chủ người ta kẹt tiền quá, ta đang cần bán nửa tiền thôi, rất là tốt luôn. Thì nó bán xe đang liền nó mua vừa chốt lại, ví dụ như mình vừa chốt thôi là giá nó bình lại là nó lại 1 tỷ rồi, cho nên người ta rất là càng bán nhanh. Nhưng mà lại khi nó càng bán nhanh lại bán không được, thì những anh em mà mua xe mình ha thì mình mua lại rất là dễ, thì mình sẽ mua xong rồi chờ mấy anh em hắn cân từng lấy sao ký cho mình nó cũng được. Nhưng mà thí dụ như mấy anh em mà mua xe người khác ha, không muốn càng bán cho mình thì mình rất là ngại vấn đề đó. Mình nói thật sự mấy anh em thông cảm mình rất là ngại, tại vì mình không biết cái xe nguồn gốc làm sao. Cho nên khi nào anh em mua xe mình mà ký lại mà ví dụ như chưa ký được mà muốn cần tiền đó, mình vẫn chi tiền, mình vẫn nhận xe bình thường rồi ký sau mình trả chồng đủ, rất là bình thường. Nhưng mà khi mà anh em mua người khác ha, thì mà khi mà không biết nguồn gốc xe đó thì mấy anh em kêu mình bán mà không ký mình được thì anh em hết sức thông cảm mình ha. Tại vì vấn đề đó là nó là tất nhiên rồi, nó không có phải mà mình không muốn xảy ra điều đó. Cho nên anh em mà muốn mình không có dính vào những cái rắc rối mà không đáng có đó thì mình nên có kiến thức trước và mình nên chuẩn bị trước mình ha. Thì khi mình ra mình làm việc á, nó sẽ hiệu quả hơn cho mình, nó sẽ bớt mất thời gian mình hơn, bớt mất thời gian cho cả hai luôn ha. Tại khi mình đi tới phòng chứng xong ký không được, không đi về rồi cái nó không được làm được gì cho mất thời gian. Ví dụ mình nhiều khi những cái chỗ mình tới của mấy anh em nó tới 200 cây, có những bữa mình lần đó mình đi mua cái xe trên Đà Lạt đó 500 cây, từ mình lên Đà Lạt 500 cây, thì bữa đó lên ký anh đó xong cái lần đầu ra ký anh nói hôm nay ký dễ lắm, ra ký xong cái phòng chứng hỏi vợ anh đâu, xong rồi phải gọi vợ anh ra, xong rồi hỏi vợ anh xong kêu vợ anh xong rồi cái không có giấy kết hôn, kì vợ mới chạy về kiếm giấy kết hôn đem ra ký. Ô mình thấy cực kỳ là mệt luôn á. Nhưng mà anh ấy đã như vậy rồi mình không biết sao, tại vì lúc trước anh ấy cũng mua xe người khác rồi cũng nhờ YouTube mà biết tụi mình rồi mới bán xe cho mình, thì mình cũng chỉ biết vậy thôi. Cho nên anh em phải có cũng chưa biết nhau nhiều nữa, cho nên anh ấy phải, nhưng mình phải trong anh ấy ký xong rồi mới chồng tiền, cho nên cũng khó vậy. Mà anh em đang kẹt tiền anh mua cái gì cái sáng cạp sáng mút gì đó, cho nên mình chia sẻ anh em vậy ha. Còn anh em còn thắc mắc gì đó thì cứ alo cho mình ha, mình sẽ hướng dẫn anh em thêm. Thì số điện thoại mình là 0949 999 75 ha. Anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là Facebook đều là tên Võ Văn Trạng hết ha, thì anh em cứ kết bạn đi rồi thắc mắc gì cứ gọi cho mình. Nhưng tốt nhất thì anh em nên gọi Zalo đi, sẽ được miễn phí anh em ha, và nó sẽ không tốn phí anh em gì hết và nó cũng dễ nữa. Thì anh em có thắc mắc gì cứ gọi cho mình. Ok, chúc anh em có những cái lựa chọn tốt nhất ha. Anh kiện em đã xem clip nha.